Đội ngũ kỹ thuật cho biết tàu không gian tự hành Bereshit của Israel đã gặp lỗi động cơ khi hạ cánh. Trước đó, tàu đã du hành trong không gian suốt 7 tuần theo các quỹ đạo mở rộng dần vòng quanh trái đất trước khi tiến vào trường trọng lực của mặt trăng hồi tuần trước. Hôm 10 tháng 4, tàu đã tiến gần chỉ còn cách bề mặt mặt trăng 15 đến 17 km để chuẩn bị cho cuộc hạ cánh lịch sử. Nhiều người có mặt tại phòng điều khiển theo dõi sự kiện, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả này. Đến nay, mới chỉ có 3 quốc gia thành công đáp xuống bề mặt mặt trăng là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc.